À, hiện tại bây giờ là hơn 12 giờ trưa rồi nha anh chị và em đang lên xe em giao hai con bò cái xin tơ này về cho hai anh ha một con thì em giao ở gần anh chị của củ chi ha và một con thì em giao về uh, nguyễn bến lức của tỉnh long an nha anh chị đó thì em mong thì cô chú chị mình cần xa và mình đang cần mua bộ kênh các em á thì anh chị mình cứ liên hệ cho em á thì bây giờ em sẽ nhờ chú tài xế bên kênh em ha là sẽ lên xe và giao hai con bò này đến cho hai anh nha anh chị Hello, xin chào anh chị mình ha. Thì để tiếp tục với chương trình của em ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10, em sẽ lên sóng và báo giá cho anh chị mình chính là một con bò cái sinter tơ và một bộ mẹ con cái xin tàn lớn nha chị. Mẹ cũng đang ôm bầu rồi nha. Bây giờ em sẽ quay về con bò cái đầu tiên anh chị. Con bò cái nên em kiểm tra thì sáng mặt nè, sẽ lưng đần nghiêm chỉnh ha. Đòn dài, mong đích hoàn thiện, ngoa đen, kỳ đu lớn nha anh chị. Bò này thì rúng nói là rúng chiền nè. Chân trước nè, chân sau ha thì theo quan sát kiểm tra của em thì con bò này chân trước chân sau thì hoàn thiện ha chân nó là chân móng sò nha chị khéo bò nha con bò này cái phần rúng nè cái phần yếm ha nó lệch và rất là đẹp nha anh chị mẫu đẹp nha thì con bò này thì em quan sát rồi lông da nó là lông da sát mà màu nó là màu đỏ mặt nha anh chị rất là đậm bò nha anh chị và con bò này thì em kiểm tra trước sau thì nó không len không giá chỗ nào hết nha anh chị về chiều cao thì em có lấy thước em đo ngay xíu lưng của nó nha chị thì nó cao là 1m11 cho đến là 1m12 bò nha chị và con bò này thì nó hơn 8 tháng bò rồi nha chị anh chủ nhà này cũng đã sổ mũi nè ghim dàm đầy đủ hoàn thiện hết cho chị mình hen nói chung là cái con bò cái này thì em bao hoàn thiện cho chị mình hen xá tích là nghiêm chỉnh nè chân móng hoàn thiện hen rúng ghém lên phàn đó lông da sát đổi mặt nha chị không đen không giá chỗ nào ha bao cho anh chị nghiêm chỉnh và không tặc lỗi chỗ nào hết nha cô chú anh chị thì con bò cái xin tơ đầu tiên này thì anh chủ nhà muốn bán về cho anh chị mình với mức giá hợp lý nhất để cho anh chị mình đem về chúng ta nuôi lâu dài nha anh chị con bò này thì anh chủ nhà bán mức giá là 13 triệu nha cô chú anh chị 13 triệu cho cái con bò cái xin tơ đầu tiên này ha đó thì cô chú anh chị mình quan tâm về cái con bò này đó thì anh chị mình cứ nhắc máy lên cho em gọi trực tiếp ngay cho em ha em sẽ ship bò này qua tận nhà cho cô chú anh chị mình gần xa nha anh chị những anh chị mình ít tiền thì mình có thể là mình mua cái con bò này mình đem về làm giống lâu dài nha anh chị tại con bò này thì nó có cũng khá là đẹp bò nha cô chú anh chị hoa nói là hoa đen ha hoa đen lớn nha anh chị ha khéo bò nha anh chị màu da cực kỳ đậm ha còn đây là bò mẹ con nè cái con bò cái con này anh chủ nhà cũng bán lẻ cho anh chị luôn nha đó Bò này thì nó quyền bò nha chị Đó quyền bò hen Nó cũng y như cái con đầu tiên thôi Mà ở này là bộ mẹ con nha chị Thì con bò cái con này á Thì nói chung á Thì rúng miếm nè Lên phần đẹp bò rồi ha Giò cẳng chân trước chân sau thì hoàn thiện nè Chân bự giò dài chân bóng sò hen Làn da thì em quan sát rồi, lông da sát và màu đỏ mặt nha chị Trước sau thì liền bơn và không đen không giá nha chị Còn về phần xá tích thì con bò này nó cũng nghiêm chỉnh luôn nha chị xé mặt xé lưng là đầy đủ nha Và lưng cái con bò này thì nó là lưng đôi nha cô chú Rất là đẹp bò nha chị Thì con bò này thì em có đo rồi nha chị Thì em đo ngay xé lưng của nó thì nó cao là 1m15 cho đến là 1m16 bò nha chị Cái màu da rất là đậm bò nha chị Hoa thì màu đen lớn nha chị hang rúng miếm lên phền dò, cẳng đi chân to dò dài chân bóng sò nha cái gì con bò này thì à, à, nó được tầm khoảng là 9 tháng bò rồi nha anh chị rất là đẹp bò nha anh chị khéo bò nha thì con bò này thì em có nói chủ nhà thì anh nói với em thì anh chị mình ít tiền thì anh chủ nhà có bán lẻ cho anh chị mình đem về nuôi làm giống nha anh chị con bò này thì anh chủ nhà bán cho anh chị mình với mức giá là 16 triệu nha anh chị 16 triệu cho cái con bò cái Sinter số 2 nha đây là bộ mẹ con nha anh chị mà anh chủ nhà bán lẻ cho anh chị ha cho những anh chị mình ít tiền á đó mình không có tiền nhiều thì mình có thể là mình mua cái con bò này ha mình đem về làm giống lâu dài nha anh chị con bò này rất là đẹp nha cô chú anh chị. rất là đầy đủ ha đó nghiêm chỉnh và không tật lỗi chỗ nào hết nha cô chú anh chị ha lèn da dò cẳng xá tích nè rúng biếm nè đặc biệt thì cái con bò cái này á thì anh chủ nhà cũng đã nghiêm dàm sổ mũi đầy đủ hoàn thiện cho anh chị mình rồi ha đó đây là anh chị mình đem mấy con bò này thì về với cắt cỏ và nuôi thôi nha cô chú vậy không có cần làm gì nữa nha rồi bây giờ em sẽ quay cho anh chị mình coi quyện cái mẹ nó nha anh chị mẹ này lớn tàn nha anh chị bò mẹ này thì em kiểm tra nè sái mặt nghiêm chỉnh nha Xá lưng cũng nghiêm chỉnh luôn đòn dài nha anh chị còn mông bò này thì hoàn thiện nha, hoa đen lớn nè cậy đuôi to rúng bò mẹ này đẹp nha anh chị rúng tiền nha dò cẳng nè chân sau này chân trước vậy không nó thuộc dạng là chân lớn nha anh chị dò dài chân móng sò rúng yếm đầy đủ nha anh chị màu da con bò mẹ này thì lông da sát màu đó mặt nha chị trước sau thì không đen không giá chỗ nào nha chiều cao thì con bò cái mẹ này thì em đo ngay số lưng của nó thì nó cao là một m hai chín bò nha chị nó cao gần m ba ha con bò mẹ này nó thuộc dạng là bò khung tàn lớn nha chị mẫu rất là đẹp nha chị đen gom con là con bò cái đầu tiên nha chị lúa đầu nha và con bò mẹ này thì nó cũng đang chữa rồi nha chị nó đang chữa là bò kem nha nó chữa là gần 5 tháng bò nha chị và con bò cái mẹ này thì em bán về cho anh chị mình thì em sẽ bao đầy đủ cho anh chị mình yên tâm nha bao chữa nè bao khám và bao lồi lũ cho anh chị mình sau này ha cam kết đèn hoàng khi mà anh chị mình mua bò trực tiếp ngon em nhau xuống gì bao nghiêm chỉnh ha và con bò cái mẹ này thì em có dạch răng đuôi cho anh chị mình ha kiểm tra răng cỏ đầy đủ cho anh chị ha nó mới bẻ hai răng như vậy con bò mẹ này em nhắc lại cho anh chị ha nó thuộc dạng là bò tàn lớn như vậy chị xương sóc kịch cọm ha chân móng sò đèn hoàng như vậy nó không có tật lỗi chỗ nào ha không len không giá nè giò cẳng hoàn thiện rúng yếm he. đẹp bò xá tích nghiêm chỉnh đòn dài đó tướng mã bự con tàn lớn như vậy con bò mẹ này thì anh chủ nhà bán lẻ cho anh chị mình với mức giá là 27 triệu 500 ngàn nha 27 triệu 500 ngàn cho cái con bò cái mẹ chữa nha chị đen chữa là bò kem em em bao đẻ bò kem và bao chữa bao khám bao lồi lũ cho anh chị mình sau này ha bao nghiêm chỉnh và không đặt lỗi luôn đó thì ngày hôm nay chị có lên ba con bò này á anh chị mình mua hết cũng được mà mua lẻ từng con cũng được ha con cái xin đầu tiên là 13 triệu con bò cái sinh con số 2 này là 16 triệu con bò mẹ đen bầu là bò kem gần 5 tháng là 27 triệu 500 anh chị mình mua hết ha em sẽ bao xe cho chị là 100 cây khu vực miền Nam và miền Tây ha cứ trong 100 cây là bao xe tận nhà cho chị luôn ha và thâu đeo này cũng xin kết thúc và tạm dừng ở chương trình kem vào buổi chiều ngày hôm nay ha anh chị đừng quên nhấn cho em một like và một lượt đăng ký bật ngay chuông thông báo các em để chúng ta là cập nhật những hình ảnh khi em lên kênh nữa nha anh chị.